Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Đông TV. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất. F-15EX được cảnh báo tránh xa Su-30, Su-35 của Nga nếu không muốn biến thành sát vụn. Mặc dù sở hữu khả năng tàng hình một phần và những cải tiến công nghệ khác, nhưng phiên bản mới nhất của máy bay chiến đấu hàng nặng F-15EX của không quân Mỹ vẫn rất dễ bị tổn thương trước các chiến đấu cơ và hệ thống phòng không của Nga và Trung Quốc. Kết luận này được các chuyên gia của ấn bản thông tin chính trị quân sự Mỹ, The National Interest, đã đưa ra sau khi so sánh hiệu quả giữa F-15EX và chiến đấu cơ hiện đại nhất F-35 Lightning II. Loại máy bay chiến đấu hàng nặng F-15IG của Mỹ có hai nhiệm vụ chính: trong thời bình, các máy bay chiến đấu thực hiện chức năng đánh chặn, tuần tra biên giới trên không của đất nước, ngăn chặn và bay kèm máy bay quân sự các quốc gia khác bay gần không phận; trong trường hợp chiến tranh. Đại bàng cần phải giành được quyền tối thượng trên không là chiến đấu với tiềm kích đối phương. Các nhiệm vụ tương tự được đặt ra đối với máy bay chiến đấu hàng nặng của Nga như là Su-27, Su-30 và Su-35. Hãy thử tưởng tượng một cuộc đấu tay đôi giữa F-15 và Su-30 hoặc là Su-35. Mặc dù có gia đa mạnh hơn nhưng F-15 rất khó để đánh bại Su khỏi ở khoảng cách xa. Máy bay chiến đấu của Nga được trang bị tốt hơn về chiến tranh điện tử, có thể làm điên đầu đối thủ bằng các tên lửa không đối không và nếu như cần có thể vòng tránh chúng. Còn trong trận chiến cơ động ở cự ly gần, người Mỹ sẽ rất ít cơ hội để chiến thắng bởi động cơ Su-30 và Su-35 có điều khiển hướng lực đẩy khiến cho cỗ máy Nga trở nên siêu cơ động. Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia hàng không phương Tây khi nhìn thấy Su-35 hoạt động đã nhất trí tuyên bố rằng đây là máy bay chiến đấu của Nga bác bỏ tất cả các định luật khí động học và vật lý nói chung. Còn đối với hệ thống tìm kiếm mục tiêu quang điện tử của Sukhoi, thì cái gọi là công nghệ tàng hình không phải là một trở ngại. Nói cách khác, kết quả của trận chiến sẽ phụ thuộc vào sự cơ động của máy bay và kỹ năng của các phi công. Cùng với thử thách xem thần kinh của ai mạnh hơn, phi công F-15 và phi công Su-30, Su-35 sẽ lâm vào tình huống giống với các trận không chiến giữa F-4 Phantom và MiG-21 trên bầu trời Việt Nam, nhưng ở một cấp độ công nghệ khác. Và trong tình huống này, phần thắng sẽ thuộc về máy bay của Nga. Nếu F-15 muốn sống, nó sẽ phải tránh xa Su-30 hoặc Su-35 của Nga. Những nhà phát triển của Boeing đang cố gắng thể hiện F-15EX như là một đối thủ xứng tầm với máy bay chiến đấu đa năng F-35 thế hệ thứ năm. Họ lý luận rằng đại bàng phiên bản mới có thể hoạt động chống lại hệ thống phòng thủ của đối phương và quét sạch bầu trời. Còn F-35 không phải là máy bay tiềm kích. Khi gặp đối thủ nghiêm túc, các phi công máy bay tàng hình của Mỹ được khuyên là không nên tự mình tham gia không chiến, rút đi dưới sự bảo vệ của F-22 hoặc là của F-15. Tuy nhiên, Khả năng tàng hình của F-15EX mà McDonnell Douglas đã tuyên bố không có nghĩa là máy bay không thể nhìn thấy được trên màn hình radar phòng không. Trong trường hợp tốt nhất, lớp phủ tàng hình chỉ có tác dụng làm giảm khoảng cách phát hiện của radar đối phương. Tệ nhất, nếu như đối thủ sử dụng radar tầm xa bằng sóng không có tiêu chuẩn hoặc là còn được gọi là radar bistatic, thì công nghệ tàng hình hoàn toàn là không giúp được gì. Bản chất của radar bistatic là như sau. Các cột tiếp nhận và truyền phát của trạm radar như vậy được phân bố rộng rãi. Chúng quét các vật thể nằm giữa chúng và tạo thành một hàng rào radar. Sao điểm của rào chắn này với mục tiêu trên không được xác định là hình thể của máy bay, bất kể sự hiện diện của lớp phủ tàng hình trên mục tiêu. Hiện tại, Nga, Trung Quốc và khách hàng mua vũ khí của họ đang lấp đầy thế giới bằng các hệ thống phòng không mạnh mẽ có khả năng bắn hạ F-15MX ở khoảng cách 200 km trở lên, có thể đến tận là 400 km. Để sống sót, tiêm kích phải sử dụng cách ngụy trang điện tử để tự che chắn và cố gắng tiêu diệt radar bằng tên lửa tầm xa mà không đi vào vùng hỏa lực phòng không đáp trả. Đây là một công việc khó khăn, nguy hiểm mà không có sự đảm bảo thành công. Theo trang National Interest, hiện nay không thể nói về việc sử dụng hàng loạt máy bay chiến đấu vào giai đoạn đầu của cuộc chiến như trong chiến dịch báo tác sa mạc bởi chúng sẽ dễ dàng bị tiêu diệt. Trả lời phỏng vấn của trang Sputnik, chuyên gia hàng không Nga, Phó tiến sĩ khoa học quân sự, đại tá không quân Maka Neko đã nhận định rằng trong trường hợp này, chúng ta cần xem xét vấn đề Mỹ sẽ nâng cấp F-15 ở hai khía cạnh. Vấn đề đầu tiên là sự ưu việt trong thiết kế của chính bản thân máy bay. Việc hiện đại hóa các sản phẩm thành công đã được chứng minh với Su-27 hoặc là F-15 đã cho thấy đó là một xu hướng chung. Tại sao phải vứt bỏ các phương tiện vẫn còn tốt khi còn có thể cải tiến thiết bị điện tử, mở rộng danh mục ứng dụng vũ khí, khi đó máy bay sẽ có được chất lượng mới và mở rộng khả năng sử dụng trong chiến đấu khía cạnh thứ hai là cuộc đấu khốc liệt giữa máy bay tấn công và vũ khí phòng không đây là một cuộc đấu vô cùng phức tạp trong đó công nghệ mới nhất và vũ khí không người lái uav đóng vai trò rất quan trọng đối với các cuộc tấn công điểm nhưng đánh bại kẻ địch yếu hơn bằng các hệ thống tự động hóa như máy bay không người lái tên lửa hành trình còn bản thân vẫn giữ ở khoảng cách an toàn chỉ là một chuyện còn để tiến hành hoạt động trên không phạm vi lớn phải có các loại máy bay tấn công truyền thống là máy bay ném bom máy bay tiêm kích bom đa năng hoặc là cường kích để làm điều này cần có các hệ thống hàng không đã được thử thách hiện đại hóa theo công nghệ hiện đại trong trường hợp cần phải tiến hành chiến dịch tấn công từ trên không đối với một địch thủ mạnh về công nghệ trang bị hệ thống phòng không công nghệ cao hiện đại thì không một công nghệ tàng hình nào có thể chống lại các hệ thống phòng không này hơn nữa thực tiễn quân sự đã chỉ ra rằng Máy bay tàng hình vẫn hoàn toàn bị phát hiện từ không gian vũ trụ bằng phương tiện trinh sát vô tuyến và đôi khi ngay cả với sự trợ giúp của các hệ thống radar cũ. Vì vậy, người Mỹ khi buộc phải tấn công quy mô lớn để chống lại những đối thủ tiềm năng như Nga, Trung Quốc sẽ phải kết hợp những vũ khí hàng không hiện đại nhất và vũ khí hàng không truyền thống như vậy mới có khả năng chiến thắng trước hai đối thủ lớn như thế này. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại